Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thi công sân hiệu ứng bê tông Econano với mã màu ST1-2. Sau khi bạn đã thỏa mãn với hiệu ứng bạn tạo ra, hãy sơn một lớp phủ clear bóng hay clear không bóng của Econano. Điều này sẽ bảo vệ cũng như tăng tính bền và chống thấm cho bề mặt. Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn thành công trong dự án của mình.